ngày 14 tháng 8 năm 2013, Khoa Dược Trường Đại học Đại Nam được thành lập theo quyết định số 2965 do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. Dược học là một ngành nghề đặc biệt liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người. Vì vậy, để đào tạo chuyên ngành này, Trường Đại học Đại Nam đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, giảng viên, chương trình, giáo trình nhằm đảm bảo chất lượng ngang tầm với các trường chuyên ngành trong nước và khu vực tiến tới hội nhập quốc tế. Trường Đại học Đại Nam có hệ thống giảng đường được trang bị projector, trang âm đáp ứng yêu cầu dạy và học. Nhà trường đã xây dựng khu thực hành dược tách riêng với 20 phòng thí nghiệm đạt chuẩn quy định của Bộ Y tế đối với cơ sở đào tạo dược sĩ đại học. Quyết định số 5486 QĐ-BIT ngày 27 tháng 12 năm 2006 về việc ban hành tiêu chuẩn trang thiết bị vật tư, hóa chất cho các phòng thực tập của cơ sở đào tạo dược sĩ đại học. Được nhà trường đầu tư các trang thiết bị hiện đại về bào chế, kiểm nghiệm, sinh hóa, nghiên cứu cây thuốc với kinh phí hàng chục tỷ Việt Nam đồng. Đặc biệt, Khoa Dược có nhà thuốc GPP để sinh viên thực hành bán thuốc, thực hành kỹ năng giao tiếp bán thuốc, tư vấn sử dụng thuốc và thực hành về phân tích đơn thuốc. Vườn cây thuốc 300m² được xây dựng theo danh mục thuốc thiết yếu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Nhà trường đang triển khai thành lập xưởng thực hành bào chế đông dược và đầu tư xí nghiệp sản xuất thuốc tân dược, hướng tới mục tiêu đào tạo toàn diện đội ngũ dược sĩ Đại học Đại Nam. Với sự giúp đỡ của các đơn vị trong ngành y tế và ngành dược như Sở Y tế Hà Nội, Viện Dược liệu, Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương, Tổng Công ty Dược Việt Nam, các công ty Hafaco, Chafaco, Dược Tâm Bình, Sao Thái Dương, Đông Dược Phúc Hưng, Dược Đại Bắc, Dược Tân Á, Khoa Dược của nhiều bệnh viện, sinh viên Dược Đại học Đại Nam được rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp chuẩn mực trong thực tập thực tế, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp dược. Khoa Dược có 10 bộ môn trực thuộc, có 63 giảng viên gồm 5 phó giáo sư, 13 tiến sĩ, 20 thạc sĩ, 14 dược sĩ chuyên khoa 1, 1 giảng viên chính, 6 dược sĩ đại học, 4 cử nhân đang học cao học, tham gia giảng dạy các học phần cơ sở ngành và các môn chuyên ngành. Để phục vụ cho các học phần thực hành, khoa còn có 24 dược sĩ trung cấp là các kỹ thuật viên hướng dẫn tại các phòng thực hành. Với một đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, đầy tâm huyết với nghề, là các thầy cô từng giữ các vai trò quan trọng trong các bộ môn của Trường Đại học Dược Hà Nội, Học viện Quân y, Đại học Y Hà Nội và các giảng viên trẻ có trình độ thạc sĩ dược học đầy nhiệt huyết, Khoa Dược hướng tới mục tiêu đào tạo một thế hệ dược sĩ đại học có trình độ nghề nghiệp chuẩn mực và năng động. Bên cạnh việc nâng cao kiến thức chuyên môn, Trường Đại học Đại Nam rất chú trọng nâng cao ý thức rèn luyện nhân cách, đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên dược bằng các hoạt động từ thiện như tâm bánh nghĩa tình, hiến máu nhân đạo, hoạt động cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt, tham gia chiến dịch mùa hè xanh và nhiều hoạt động khác. Ngoài công tác giảng dạy, các thầy cô đặc biệt quan tâm tới công tác nghiên cứu khoa học cho giảng viên trẻ và sinh viên, đã tổ chức nghiên cứu thành công 16 đề tài khoa học, xây dựng 36 đề tài khóa luận cho sinh viên. Khoa Dược tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học cho giảng viên nhân dịp 10 năm thành lập Trường Đại học Đại Nam và hội nghị khoa học tuổi trẻ Dược Đại Nam lần thứ nhất cho sinh viên dược nhân ngày sinh của Bác kính yêu. Trường Đại học Đại Nam đặc biệt chú trọng đến chương trình đào tạo dược sĩ đại học. Được sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường, Khoa Dược đã tiến hành điều tra nhu cầu xã hội, xác định yêu cầu của thực tế nghề nghiệp đối với người dược sĩ đại học, tổ chức hội thảo về chương trình đào tạo dược sĩ đại học của Đại học Đại Nam với sự tham gia của các nhà quản lý, nhà đào tạo, đặc biệt là sự tham gia của các cơ sở sử dụng nhân lực dược sĩ đại học. Trên cơ sở đó, đề xuất nội dung và phương pháp đào tạo dược sĩ Đại học Đại Nam chuẩn mực, năng động. Khoa Dược sử dụng 62 giáo trình đào tạo dược sĩ đại học của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo xuất bản. Đồng thời, lãnh đạo của các bộ môn rất quan tâm biên soạn bài giảng các học phần do bộ môn đảm nhận để cập nhật các kiến thức mới. Khoa đã tổ chức biên soạn 16 giáo trình thực hành để cấp phát cho sinh viên làm tài liệu thực tập. Phát huy thế mạnh về đào tạo ngoại ngữ và kỹ năng mềm của nhà trường, Khoa Dược đã mạnh dạn xây dựng chương trình đào tạo dược sĩ đại học với 167 tín chỉ, trong đó có 6 tín chỉ kỹ năng mềm và 27 tín chỉ tiếng Anh. Khi tốt nghiệp, các dược sĩ Đại học Đại Nam phải đạt TOEIC 400, 450, có một số sinh viên đạt TOEIC 700, 750. Ngoài chương trình chính khóa, sinh viên dược và các giảng viên trẻ còn được theo học các lớp tiếng Anh chuyên môn vào các ngày thứ bảy. Vì vậy, năng lực giao tiếp tiếng Anh của thầy trò Dược Đại Nam đã có những tiến bộ vượt trội. Khóa học 2013-2018 đã có một hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp dược sĩ đại học bằng tiếng Anh. Có thể nói, Khoa Dược Trường Đại học Đại Nam không những đã khẳng định được vị trí hàng đầu của nhà trường về số lượng sinh viên theo học, về chất lượng đào tạo, mà còn là địa chỉ tin cậy của sự nghiệp đào tạo dược sĩ đại học chuẩn mực và năng động.